Alo, chào anh em trở lại với channel xe hơi nhá. Bên em đang bày bán đây Hà Nội Ka 99 Thành Thái, cầu Giấy, Hà Nội. Lexus ES 250 phiên bản 2018 màu đen nhá. Hiện nay thì xe này bên em mới nhập về. Xe đi 2,5 vạn 2018, tức là chúng ta mỗi năm đi chưa đến 1 vạn. Quá ít đúng không ạ? Xe đăng ký lần đầu là đầu năm 2019 nhá. Đấy, giải thích vì sao các bác là xe đi ít, tức là xe đi 2 năm, mỗi năm 1 vạn. 2018 màu đen. Hiện nay bọn em đang chào bán là 2 tỷ 390 triệu đồng. Như em đã nói ở trong nhiều video mà làm về xe cũ ở bên Hà Nội Ka này, thì thật sự là không phải không dám chào cao, mà là không sợ, chỉ sợ là không mua được xe đẹp mà chào cao cho quý anh chị thôi. Còn giá tất nhiên chúng ta sẽ có linh động, và nếu như anh chị thích có thể liên hệ trực tiếp với em qua là đăng kèm trên video. Nói về Hà Nội Ka, bên em thì chắc chắn rồi, chuyên xe sang, xe lướt và có một chút xe cỏ nhé. Anh chị mua thì bên em cam kết là xe không đâm đụng, ngập nước, không bổ máy, nguyên bản theo xe. Bên em đa phần mua cũng đa phần thì đều mua xe đẹp thôi, bán cho chị. Đây, xe này đẹp từ xe đến biển luôn. 30F65838 đúng không ạ? Dịch kiểu gì thì vẫn đẹp. 2018 so với 2021 đăng ký hiện nay thì nếu như anh chị lăn bánh đăng ký một xe form mới 2021, chúng ta dao động vào khoảng 2 tỷ 9. Thì hiện nay thì xe này mà em bán khoảng 2 tỷ 3 đúng không ạ? Chúng ta tiết kiệm vào khoảng 600 triệu so với xe mới. Đấy. Xe thì gần như là mới hoàn toàn và bảo hành bảo dưỡng nguyên theo hãng nhá. Đấy, thảm 5D này. Anh chị có thể check Lexus Thăng Long hoặc Lexus Sài Gòn thoải mái luôn. So với phiên bản 2020 hay 2021 thì S250 cũng đã thay đổi thêm một chút rồi. Chúng ta sẽ có thêm một số tính năng option kèm theo xe, ví dụ như là cái bộ phanh radar khoảng cách ở trên gương chiếu hậu này, giống một số mẫu như 350 hay Toyota Safety Sense trên Cross hoặc là Sensing trên CRV đấy, mà hiện đại hơn. Lệch làn, bù lái, phanh khoảng cách, các thứ thì trên phiên bản này chúng ta chỉ có cruise control bình thường thôi. Lát mình vào khoang nội thất sẽ biết nhé. Tuy nhiên thì tất nhiên rồi, xe cũ thì chúng ta sẽ rẻ hơn xe mới khá là nhiều, và về phần chất lượng thì bên em đã cam kết đảm bảo được quý anh chị, và như chúng ta yên tâm thì dụng mua xe này. Đấy, nào sẽ qua cái xe nhanh nhá. Cầu bi LED và chúng ta vẫn có giải đèn LED ban ngày với ngôn ngữ thiết kế Alphinit. Điểm nhận diện thương hiệu, cảm biến trước, bốn cảm biến trước đầy đủ luôn này. Mặt với tản nhiệt hình con suốt thì cũng không khác gì so với phiên bản 2020 đâu. Chúng ta thua một chút về công nghệ đèn nhé. Đèn mới hiện nay là đèn 3B Full LED Play Scan, tức là công nghệ hiện đại mới nhất. Đấy, cái này thì chấp nhận thôi, công nghệ mới trên xe mới mà. La răng hay thân xe thì vẫn vậy, không khác quá nhiều, chìa khóa thông minh theo xe. Ở trên phiên bản này thì chúng ta được trang bị cốp điện và đá cốp bóng mở rảnh tay nhé. Xe thì sẵn cam lùi rồi. Cảm biến quanh xe, đèn hậu full LED. Nói chung là đuôi xe thì không có quá nhiều khác biệt. Chúng ta đa phần là về từ phần tính năng công nghệ, option trên xe. Rồi, khoang nội thất này, chỉnh điện 3 hướng. Nhớ ghế 3 vị trí. Chỉnh điện 8 hướng, em xin lỗi ạ. Đó, vẫn nguyên màn hình khởi động trên Lexus nhá. Đây. Xe đi 27.659 km ô đô, đúng không ạ? Cái này là do bên em vận chuyển về thôi, còn về cơ bản là mọi thứ đều đẹp. Quý anh chị xem xe trực tiếp thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm ở trên màn hình nhá. Đó.
so với phiên bản 2020, 2021 ấy, thì nó không khác biệt quá nhiều đâu. Chủ yếu là ở trên cái phần điều khiển này. Bên này chúng ta là làm hoạt ảnh tay này. Bên này chúng ta là cruise control có giới hạn tốc độ lim nhá. Trên phiên bản 2021 thì vẫn có 3 chế độ lái thể thao này. Tuy nhiên chúng ta sẽ có thêm phanh khoảng cách và hệ thống bù lái lệch lái ở trên cái cam hồng ngoại phía gương chiếu hậu này. Đấy, em cũng làm nhiều video về những cái tính năng đấy rồi. Tức là nếu như chúng ta đơn thuần mua một mẫu sedan hạng sang để đi phục vụ gia đình và công việc với cái mức tài chính tiết kiệm hơn 600 triệu so với mua xe mới, và đặc biệt là chúng ta được bao một cái biển đẹp như này, thì anh chị vui lòng liên hệ trực tiếp với em. Đó, địa chỉ xem xe trực tiếp hiện nay bên em là 99 Thành Thái nhá. Anh chị có thể search Google Maps với Hà Nội K gạch ca Hùng xe hơi để alo và nhận được vị trí chỉ đường tốt nhất. Rồi, đánh giá nhanh. À, rồi mình xem nội thất thế thì xem keo chỉ và khoang máy của ES250-2018 anh nhé, xem như nào. Rồi, mọi cái đều đẹp đúng không ạ? Gioăng chỉ cao su này, nguyên bản này. Cái này thì từ 2018 luôn, mới hoàn toàn. Rồi, cái lái phụ này. Đó, các bác thấy keo chỉ nào ạ? Gioăng này của Lexus thì cách âm gần như là hoàn hảo luôn. Đây, gioăng nguyên này, cốp nhá, cốp nguyên này. Nếu bên em mua nếu như có vấn đề gì thì sẽ chia sẻ luôn với anh chị, chứ toàn bộ chúng em cam kết bằng văn bản, không đâm đụng ngập nước và không bổ máy. Đó, đây. Thật ra thì em chỉ quay qua rồi thôi, còn anh chị check xe trực tiếp thì alo em và hẹn lịch xem xe nhé. Mình lên khoang máy nào. Đó, toàn bộ đường mặt táp lô này. Hốc máy này.